một bóng hai rất to lớn, nhưng mà khi em không kịp quay vào góc thì em như là chuyển sang trường quay không được mà.
rất tốt. Và chúng tôi cũng báo tới toàn thể quý vị, theo như bản danh sách đăng ký về số đo chiều cao cân nặng, số đo bao vòng của các anh ở chi đội trường một năm, có một sự phù hợp giống như là chiều cao của các anh trừ em tính cáo ra thì các anh đều không bằng nhau, còn về các anh cũng trừ em và trừ em thanh tú là có chiều cao và chênh lệch rất lớn so với các em còn lại. Và đa số các em trong chi đội trường một năm đều có Thank you.
Thank you.
như các em đội thi đấu đội bóng A đang đua vượt cùng đội bóng ban Nguyễn Thị Xuân và ông Trường ở thôn Trung Tín bị rơi một cục tóc giả. Các bạn nào nhận được thì cho bạn Xuân xin like và xin cảm ơn và hỗ trợ một cục tóc giả sau. Chúng tôi xin thông báo lại là bạn Xuân và ông Trường ở thôn Trung Tín bị mất một cục tóc giả và đi tìm. Các bạn nào nhận được thì mau chóng cho bạn Xuân xin like và xin cảm ơn và hỗ trợ một cục tóc thật. Like quá. Let's go.